Vâng, xin chào tất cả anh em đã tới kênh mình nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu là mình sẽ review cây dao mèo Tây Bắc. Mình mua trên Facebook nha, rất là nhiều người bán luôn. Cái đây, các bạn hãy xem đi, người ta mới gửi tới cho mình luôn. Thì hôm nay mình sẽ review cái này. Đây, người gửi này Happy Shop, địa chỉ thì ở Thanh Hóa nha. Mình nghe nói cái lò rèn Thanh Hóa này cũng được lắm. Hôm nay mình sẽ khui hàng ra đây, cái này địa chỉ đây. Rồi, cái này người ta gửi tới cho mình nha. Cái này mình mua với giá là 299.000. Đấy, các bạn thấy không? Người ta đóng gói đồ các kiểu linh tinh này cũng ok đấy. Nói chung là ngon lành, kín đáo. Cây này là hình như cả cán là dài 60cm. Tại 60cm hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra để mình cho anh em xem hàng hóa như thế nào nha. Đây, mình sẽ dùng kéo mình cắt đầu này. Nói chung là shop này mình thấy cảm quan của mình thì bọc cẩn thận. Không biết hàng hóa bên trong như thế nào nha. Đấy. Ôi, đây là các bạn. Siêu phẩm dao mèo. Thế này. Sau này bọc là tương đối là ok đấy. Đây, mình sẽ khui lại luôn các bạn xem này. Ui chà. Gần xíu em. Cận cảnh luôn nè. Đây, mình nhìn tổng quan đi thì cây này là tương đối là dài này, 60 này, giống ngày xưa Ba Phân Thiên xử án không, cầm mấy cây hộ vệ đấy. Bây giờ mình sẽ rút ra nha. Chà, không biết có đúng 60cm không các bạn. Để mình đo thử găng tay ha. 1, 2. Cái này chắc được tầm 58 à, 56, 58 gì đó. Chứ không được 60 như quảng cáo nha. Đây các bạn hãy xem sát luôn cây dao này các bạn ơi. Đây, cây dao này mình vừa mới nọ khui ra này. Đấy, hộp này, các kiểu linh tinh này. Cái này là vết mài của người ta vẫn đang còn thô sơ, cũng nói chung là tương đối là được. Còn về độ sắc sảo thì cũng chưa phải gọi là tuyệt đỉnh như là lời giới thiệu nha. Cái này thì người ta đóng đinh mộc ở đây. Nhưng mà cái cán này thì nó chưa có, tức là cái cán này nó chưa có ốp của cái thanh này, nên đâm ra mình nhìn nó cũng cảm giác nó hơi yếu, không chắc chắn lắm. Nhưng mà cầm thì tương đối là chắc chắn. Cái này bọc đồng. Đấy. Đây là dao mèo Tây Bắc. Còn đây là cái vỏ bằng gỗ gì mình cũng không biết nữa. Người ta giới thiệu gỗ xoan hay gỗ hồng đào gì đó, mình không rành. Nhưng mà ở trên đây mình thấy là người ta bọc bằng đồng á các bạn, nhưng mà đây là bằng nhựa nhá. Cái này bằng nhựa nhá. Cái này bằng nhựa chứ không phải là bằng đồng đâu. Cái này nhựa chỉ á, người ta cắt ra người ta quấn này. Đấy. Này, các bạn xem chưa. Còn đây là con dao. Nhìn thì rất là chất. Thẳng. Sóng cái này chắc cũng phải tầm 4 ly các bạn. 4 ly. 3-4 ly đấy, tầm đó. Về độ sắc thì mình chưa thử này, giờ mình test luôn. Cái lưỡi thì thật này em. Cái lưỡi thì nó cái lưỡi dao thì đây các bạn ơi, nó kiểu cảm giác nó mài hơi quá, nên là đâm ra nó hơi giống như là mẻ mẻ vậy á. Nhưng mà chắc là, nhưng mà sắc lắm đây các bạn ơi. Rồi đấy, mình cầm này đó, rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ test luôn các anh em xem nha. Bây giờ mình sẽ test chặt gỗ chứ đi. Mình
mình chặt gỗ trước để xem sau khi chặt gỗ xong thì mình sẽ thử độ bén của những thứ khác ha, được các bạn? Đó, ok, mình sẽ chặt cái này nhá, coi nó sắc thế nào ha. Tôi công nhận là cái này đốn hạ rất là nhanh luôn các bạn. Cái này là mình không biết là gỗ này mềm hay là sao, nhưng mà cái này mà chặt nó thì quá ok các bạn ơi. Ok, xem lại thì chưa có vấn đề xảy ra cả, mình còn ngon lắm. Đây, thân gỗ đã thành cái này đây. Đấy rồi, bây giờ mình sẽ thử chai nước nha. Chai nước này mình chặn sao ta? Mình đâm đi. Cứ ngang đi. Mình đâm đi nha, đâm thử nha. Nào. Ôi shit. Nhìn rất là kinh hồn nha các bạn. Nào. Nhẹ nhàng lắm. Này chặt được gà ngon. Cái này gà lên là pọc 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 là xong á. Rồi. Đến cái gì ta? Cái nhựa đi. Cái này lọ lọ canxi sủi này. Mình thử luôn. Cái canxi đó là cứng quá. Ui da, có vẻ cứng, bỏ đi. Ui ơi, sắc lắm các bạn ạ. Này, kinh chưa? Vẫn chưa thấy mẻ gì nha các bạn. Xin nhê gì hết. Rồi bây giờ mình sữa chuột thì chắc là khỏi nói rồi. Ngọt luôn. Giấy nha bạn ơi, giấy luôn. Ui ơi, ui rồi, ui rồi. Chắc đúng như là quảng cáo, bén, công nhận là bén. Đây là tờ giấy mỏng nha các bạn, tờ giấy mỏng á, mình sẽ dùng cái này mình sẽ gọt thử ở trên, mình thấy mấy clip nó gọt, gọt hay lắm, mình thử nha. Không biết người ta gọt sao thấy ra từng tia từng tia mà. Ôi được, 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 chưa quen lắm. Mà vậy là sắc lắm rồi. Còn cái bưởi này thì khỏi phải nói rồi. Ngon, ok. Đây, mình vừa mới review cho các bạn xem cây dao mèo này dài 60cm nha. Nếu như bạn nào không biết chỗ mua thì mình chỉ cho mua luôn cho. Còn bình thường mình thấy trên mạng nó chỉ bán khoảng chừng 40cm thôi. Đấy. Cái này 60 nha các bạn. Để một cái cây trong nhà thì nó cũng là gọi là phong thủy, nói chung là đẹp. Treo lên nhà cũng đẹp. Phòng thủ của nhà cũng được nha. Nghiêm cấm mang dùng sai mục đích nha các bạn. Này thì mình chỉ phong thủy thôi, chứ còn không nên mang ra khè nhau đánh nhau nha, rất là nguy hiểm, rất là sắc. Rồi ok, đấy mình vừa test thử cái clip mình mua con dao mèo trên mạng. Nói chung là với giá 300 ngàn thì vậy là cũng tương đối rồi. Về độ tinh xảo thì chưa được xuất sắc lắm. Đấy, anh em tham khảo nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã xem video của mình. Và anh em nhớ subscribe và like, chia sẻ kênh của mình nếu thấy hay nhá, ủng hộ cho mình để mình ra video tiếp theo. Rồi, cảm ơn anh em.